Vâng, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng. Vâng, ngày hôm nay thì Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em về một chiếc xe sedan rất rẻ tiền. Một chiếc xe sedan có thể nói là rất là đẹp cho tất cả mọi người. Mọi người có thể mua chiếc xe này về chạy gia đình hay chạy dịch vụ thì cũng khá là ok cho mọi người. Với form rất là rộng rãi cũng như là rất là trẻ trung. Với cái tầm tiền hơn 100 triệu thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe mà có thể nói còn khá là đẹp và cứng xe như thế này. Nói thật, với cái tầm tiền hơn 100 triệu thì các bạn đã sở hữu được một chiếc xe sedan thương hiệu đến từ Hàn Quốc, máy 1.5, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ khỏe, phù hợp với lại tất cả mọi cung đường, phù hợp với lại tất cả mọi khu vực để chúng ta có thể đi. Các bạn có thể mua về chạy gia đình hay chạy dịch vụ thì cũng khá là ok cho mọi người. Chiếc xe đang đeo biển 98A06092. Một chiếc xe Daewoo Gencha sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Sơn xi màu bạc biển Bắc Giang. Tên tư nhân biển Bắc Giang. Và chiếc xe thì còn khá là cứng, cam kết cho mọi người xe thì không có đâm va đâm xô tai nạn gì. Đó. Và quyển xước sát biển sơn thì nói chung là độ đồng sơn của nó thì bây giờ còn rất là đẹp. Không xước sát thì mua về chỉ phải chạy thôi. Lốp lác của nó thì còn được tầm 60-70%. Hệ thống đèn pha của nó thì cũng khá là sáng bóng và rất là sạch sẽ cho mọi người đây. Đó. Cái màu này thì là cái màu bạc rất trung tính. Và đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 6 năm 2022, còn khoảng 3-4 tháng nữa để sử dụng. Vâng, và hiện tại thì bên Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 138 triệu đồng. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì có thể liên hệ ngay cho em. Chỉ bỏ ra số tiền là 138 triệu đồng thôi mà quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe Daewoo Gencha 2009 số sàn máy 1.5. Các bác mua về có thể chạy gia đình hay chạy dịch vụ thì khá là ok cho mọi người. Vâng, đây là hệ thống đèn hậu của chiếc xe. Đèn hậu chiếc xe thì có cả đèn lùn, đèn xi nhan báo rẽ và đèn hành trình đều rất là sáng và rất sạch sẽ cho mọi người. Đó. Hệ thống cam lùi, màn hình, cảm biến lùi phía sau đều có 4 cảm biến lùi. Đấy. Nói chung chiếc xe này thì về chỉ cần chạy thôi, nó thuộc hệ full đồ chơi rồi. Nó thuộc hệ full đồ chơi rồi. Rất là đẹp. Giàn lốp của nó thì cũng khá là ok cho mọi người. Lốp lát thì còn tầm 70-80%. Tất cả cô lốp, cô lướt của nó không có dấu hiệu gì mục mọt. Máy gầm cực chất và tất cả những cái rô tin thức thái của chiếc xe chạy rất là êm và ổn định, không có tiếng kêu lục cục gì cả các bạn nhé. Rất là đẹp cho mọi người. Đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2022. Đó, rất là ok. Tất cả bốn kính thì đều được dán phim cách nhiệt hết rồi. Tức là các bạn nhìn thấy thì không thể nhìn thấy người ngồi bên trong, và bên trong thì nhìn rất rõ bên ngoài. Đó là cái hệ thống phim cách nhiệt. Đi mùa hè thì nó giảm được cái nhiệt độ, nó không có ánh nắng nó chói vào. Đó cũng là một cái phần mà nó không đáng bao nhiêu tiền cả, nhưng mà nó được trang trí trên một chiếc xe như thế này thì về mình cũng không phải làm cái gì. Đó. Đó là bốn cảm biến lùi phía sau của chiếc xe. Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu mua một cái xe mà tầm tiền nó hơn 100 triệu mà với cái kiểu dáng phong cách xe như thế này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng để có thể trải nghiệm về chiếc xe này. Vâng, nội thất chiếc xe thì khá là đẹp, được trang bị một bộ áo ghế bằng da màu kem và được bọc một bộ áo ghế bằng nỉ đen. Chân của nó thì đã chân nỉ nguyên bản, còn khá là sạch, vô lăng cũng khá là đẹp. Vâng, hệ thống táp lô táp ly của nó được sơn hai màu, đó màu đen và màu kem. Đó, trang trí bằng một cái điểm nổi bật ở cái vân gỗ. Hệ thống gương kính điện đầy đủ, kính điện đầy đủ. Tất cả con ốc bản nề của chiếc xe thì không có động đến cờ lê mỏ lết. Tất cả những cái đường chỉ ở bên trong đây thì đều rất là zin cho mọi người. Đó, keo chỉ bên ngoài thì cũng khá là zin, không có đâm va đâm xô tai nạn gì. Đó, tất cả hệ thống phần cột kèo của chiếc xe thì cũng khá là đẹp cho mọi người đây, không có đâm đụng tai nạn gì. Đó, một chiếc xe khá là ok cho mọi người. Đó, quý khách hàng có thể sở hữu chiếc xe này với giá 138 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một chiếc xe còn khá là ok, khá là mướt mượt như thế này. Một chiếc xe tên tư nhân chính chủ biển Bắc Giang. Quá là ok cho mọi người đây. Đây là phần khoang ghế thứ hai, nội thất khá là sạch sẽ và đẹp đẽ đây. Đó, chân nỉ nguyên bản. Và đây là cái tường con ốc bản đề của chiếc xe này. Tất cả cái đường chỉ ở bên trong của chiếc xe còn rất là zin, zin đét luôn. Zin đét luôn, đẹp đẹp luôn. Hệ thống táp lô lì, ly lì. Đấy. Đấy, tất cả đường chỉ bên ngoài cũng vậy nhá. Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một chiếc xe như thế này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng. Chỉ với 138 triệu đồng thôi thì quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe khá đẹp như thế này. Đây là phần khoang cốp phía sau của nó. Tất cả cái đường máng nước của nó đều là nguyên zin hết và độ đồng sơn zin ở những cái đường máng nước như này.
là còn nguyên bản. Tất cả cái đường chỉ của nó còn rất là đẹp cho mọi người. Đó, rất là đẹp cho mọi người. Đó, rất là ok cho mọi người, chỉ của nó rất là zin luôn. Ở bên đây thì là cái phần kích kiếc lốp dự phòng của chiếc xe. Đó, tất cả cái khoang cốp của nó thì không ảnh hưởng gì. Xe còn khá đẹp cho mọi người nhé. Khá đẹp cho mọi người luôn. Máy gầm chất, tất cả đèn đóm của nó thì khá hợp lý, đúng không ạ? Chúng ta có thể ngó qua phần gầm một chút này. Gầm bệ thì rất là chắc chắn này, không có dấu hiệu của mục mọt. Đây ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái phần cánh sau bên phụ. Đó, tất cả nhìn nội thất từ 3 chiều 4 bên đều rất là đẹp cho mọi người. Và tất cả những con ốc bản đề của nó còn rất là đẹp, keo chỉ bên trong thì còn rất là zin. Zin đét luôn này. Đó, chỉ của nó zin đét luôn. Rất là cứng xe cho mọi người. Với giá tiền 138 triệu đồng thôi thì khách hàng đã sở hữu được chiếc xe có thể nói là cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc như thế này. Chạy thì bao phê bao chất cho mọi người. À, tất cả cái đường chỉ của nó rất là đẹp cho mọi người. Đấy, hệ thống cồn kèo của nó đây, rất là đẹp. Đó, tất cả đều rất là ok và rất là zin cho mọi người nhé. Đó. Giờ chúng ta sẽ vào trong xe và kiểm tra một số những chức năng, tính năng của chiếc xe này, xem chất lượng của nó thế nào. Vâng, vô lăng của chiếc xe thì còn khá đẹp nhá, khá đẹp, khá là đẹp, mặt cáp còi khá ok. Điều hòa thì khá là mát luôn. Ở chính giữa thì xe thì trang bị một cái màn hình Android rất xịn sò. Ở bên trên đây thì nó sẽ trang bị một cái cảm biến lùi. Cảm biến lùi kêu đấy ạ. Và hệ thống cam lùi đầy đủ nét căng. Rất là ok cho mọi người. Hệ thống cửa gió điều hòa thì trang bị 4 cửa gió luôn. Đèn còi xi nhan thì rất là ok. Còi rất là to luôn. Tất cả hệ thống kính điện của chiếc xe thì lên xuống một cách rất là ổn định. Rất là ok cho mọi người. Với giá chỉ có 138 triệu đồng thôi thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe Daewoo Gentra 2009 số sàn. Máy 1.5, một chiếc xe khá đẹp, tên tư nhân biển Bắc Giang. Đó, anh em có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ của chiếc xe đều rất là ok cho mọi người. Nội thất đây, âm thanh này rất là hay, đúng không ạ? Gạt mưa phun nước của chiếc xe thì hoạt động rất là bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy của chiếc xe lên để kiểm tra xem máy móc của nó còn độ nguyên bản hay không, hay là đã sửa chữa gì chưa, hay là còn có tiếng kêu, tiếng động lạ gì không. Vâng, đây là hệ thống đèn của chiếc xe này. Đèn đóm từ đèn gầm, đèn pha, đèn cốt của nó rất là sáng. Cô giáo, tất cả các mặt son dàn cò này chưa có động đến clip của bếp gì. Đó, rất là ok cho mọi người. Đó, máy móc thì rất là cô giáo, 1.5 lỗ rất êm. Lỗ rất êm luôn. Đó, tất cả hai cái phần hộ giảm sóc của chiếc xe thì không có dấu hiệu gì của mục mọt. Đó, cabo của nó cũng khá là đẹp cho mọi người. Tất cả đều rất là zin. Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Đó, anh em có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ của chiếc xe đều rất là đẹp, và đặc biệt khoang máy của chiếc xe thì rất là khô ráo và lỗ rất là êm. Vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu qua cho mọi người về một chiếc xe Daewoo Gentra 2009 số sàn, một chiếc xe cực kỳ đẹp, cực kỳ cứng xe như này với giá 138 triệu đồng. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị, anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.